là một cái sen đá mà loại thuộc loại có gai. Em nuôi cây này rất là lâu rồi nha mọi người. Lúc đầu là nó rất là nhỏ, em chăm sóc nó từ từ nó sẽ lớn như thế này. Lúc đầu nó chỉ có một chút xíu thôi, bây giờ nó sẽ lớn rồi mà nó đã ra tự ra lá nhiều thêm nữa. Bây giờ những cái lá non này ngay ngón tay em chỉ đây, nó sẽ chuẩn bị ra thêm nữa. Bởi vì trong lúc em mua là em có hỏi cái người chăm sóc của nó, người ta hướng dẫn cho em về em chăm sóc giống như người ta hướng dẫn, như cho mình xem, cho mình nghe như thế. Em chăm sóc nó, bây giờ nó ra được một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng. Bây giờ nó ra được tổng cộng 6 tầng, 6 tầng lá của nó. Lúc đầu em mua nó chỉ có 4 tầng lá thôi, bây giờ em nuôi nó cho nó ra được 2 tầng lá rồi. Bây giờ nó ra thêm 2 tầng lá này nữa. Đó, cái đó là cái bí quyết của em đó nha mọi người. Đẹp không nào? Xem là có đẹp không? Đây, nó chuẩn bị ra thêm đây. Em rất là yêu cái cây sen đá này. Cái này hiếm có lắm nha mọi người, chứ không phải là đi đến đâu cũng gặp được sen đá mà có gai như vậy nha. Sen đá có gai là rất là hiếm. Nói là câu nói thật sự luôn, rất là hiếm. Ở Đài Loan rất là hiếm, nhưng mà ở Việt Nam có hiếm hay không thì mình không rõ nha. Bởi vì quá lâu rồi mình không có tiếp xúc ở Việt Nam nhiều, cho nên mình không hiểu được nha. Xin mọi người xem clip này và thông cảm cho mình nha. Mình chỉ biết là ở Đài Loan rất là hiếm. Sen đá có gai nha, nếu mà sen đá bình thường là